Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay, tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại tivi thông minh hiệu samsung lg sony philips tcl sharp hisense element insignia hitachi quý vị có thể cài đặt app vvtv xuống để xem chương trình tivi của chúng tôi hoàn toàn miễn phí xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. mở đầu là bản tin cho biết là úc cảnh báo thảm họa từ những đôi dép sỏ ngón du lịch theo thông tin trên CNN cho biết là lo ngại trước nguy cơ bùng phát dịch lở mồm, long móng sau 150 năm, giới chức của Úc đã cảnh báo người dân không nên mang theo dép sỏ ngón và một số đồ dùng khác sau khi trở về từ Bali, Indonesia. Bệnh lở mồm long móng là một căn bệnh vô hại đối với con người nhưng gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng cho thú móng guốc như là trâu, bò, cừu, dê và lạc đà. Bệnh này gây ra nhiều vết phồng rộp và tổn thương đau đớn trên miệng và bàn chân của con vật, khiến cho chúng không ăn được, gây khó khăn cho việc đi đứng và có thể dẫn tới tử vong. Theo lời của ông Fiona Simpson, chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia của Úc, căn bệnh này được coi là một mối đe dọa an toàn sinh học lớn nhất đối với vật nuôi ở Australia, chỉ cần một đợt bùng phát có thể dẫn đến việc tiêu hủy hàng loạt động vật nhiễm bệnh và đánh sập thị trường xuất cảng thịt bò béo bở của xứ sở chuột túi trong nhiều năm tới. Dịch bệnh còn có thể khiến cho chỉ số GDP của nước Úc tổn thất tới 80 tỷ Mỹ Kim và sẽ gây ra một thảm họa kinh tế cho đất nước này. Ross Ainsworth là một bác sĩ thú y 40 năm sống ở Bali, đã chỉ ra việc khách du lịch trên đảo tiếp xúc với gia súc và mang virus trở về với Australia diễn ra rất dễ dàng. Lý do là bởi virus có thể tồn tại trong vài ngày trên đế giày, dép hoặc là lâu hơn nếu nhiệt độ hạ thấp các viên chức của australia đã nhận định giải pháp hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát là phổ biến cho người dân hiểu tầm quan trọng của việc loại bỏ những đôi dép có thể dính virus gây bệnh nhiều phi trường và trang mạng xã hội đang tích cực triển khai chiến dịch tuyên quảng bá đồng thời chính phủ cũng đang bắt đầu tăng cường kiểm soát an toàn sinh học tại các phi trường kiểm tra hành lý của các sản phẩm thịt và phô mát chính phủ úc cũng cân nhắc về biện pháp chậu ngâm chân, sử dụng hóa chất mạnh để tiêu diệt vi khuẩn đối với giày dép của du khách mang về ở phi trường. Tuy nhiên, biện pháp này không khả thi đối với người đi dép sỏ ngón vì lo ngại hóa chất sẽ tiếp xúc trực tiếp với da người. Tin từ Los Angeles nói về một đội quân chống lãng phí nước Công việc hàng ngày của Damon Ayala là tuần tra quanh đường phố của Los Angeles, một khu vực đang bị hạn hán rất nặng và kiểm tra xem người nào lãng phí nước. Damon Ayala là một chuyên viên bảo tồn của Sở Điện Nước Thành phố, chuyên xem xét hàng trăm đơn khiếu nại của cộng đồng mỗi một tuần về cảnh hàng xóm lãng phí nước công việc tuần tra của Ayala diễn ra khi California và miền tây của nước mỹ trong cảnh hạn hán nặng nề trong một vài năm nay giới khoa học cho biết là hiện tượng ấm lên toàn cầu do tác động của con người bao gồm sử dụng nhiên liệu hóa thạch không kiểm soát đang gây ra nhiều hiện tượng cực đoan các hồ chứa nước và sông ngòi ở Los Angeles đang ở mức thấp nhất từng ghi nhận, buộc chính quyền phải ban hành hạn chế sử dụng nước như là hạn chế thời gian tưới cỏ tối đa là 8 phút một lần và hai lần cho mỗi một tuần. Ayala à, ghi lại địa chỉ của ngôi nhà mà anh tìm thấy bằng chứng là đã vi phạm điều này. Lần đầu vi phạm sẽ bị dán giấy cảnh báo, người tái phạm sẽ bị phạt từ 200 cho đến 600 mỹ kim anh cho biết là nhiều người không biết về quy định này và công việc của chúng tôi là giáo dục họ. Chúng tôi làm vậy không phải là để kiếm tiền từ họ, vì có tiền cũng không giúp cho chúng ta có thêm nước. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi hành vi của người dân để tiết kiệm nước. Nếu vi phạm quá 5 lần, chính quyền sẽ lắp đặt thiết bị hạn chế nguồn cung cấp nước cho hộ gia đình. Cho dù là Ayala cho biết là rất hiếm người bị phạt tới mức này. Sở Điện nước của thành phố Los Angeles cho biết là lệnh hạn chế bước đầu đã đạt được kết quả. Nhu cầu nước của người dân tháng 6 đã giảm đi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng khi hạn hán nghiêm trọng hơn thì công việc chăm sóc cảnh quan của thành phố có thể sẽ cần thay đổi. Ngoài cây cọ thì Los Angeles còn nổi tiếng với những thảm cỏ xanh mướt nhờ chăm sóc, nhờ vào những vòi phun nước tự động. Giờ đây thì những bãi cỏ này đã lâm vào cảnh khô cằn và cư dân có xu hướng thay thế chúng bằng cây cỏ, cây cối bản địa ở vùng sa mạc. Sang qua Georgia, bản tin tiếp nối cho biết là một người giả dạng một bà cụ để đi cướp ngân hàng. Theo thông tin trên đài truyền hình Fox News cho biết rằng, cảnh sát ở quận McDonough cho biết là họ đang điều tra một vụ cướp tại ngân hàng JP Morgan Chay trên đường Jonesboro thuộc tiểu bang Georgia. Trong vụ này, thì nghi phạm đã cải trang thành một người phụ nữ trông rất kỳ quặc. Theo camera từ phía ngân hàng, nghi phạm có thể là một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc váy hoa, đi giày thể thao, bàn găng tay và đội tóc giả, đeo khẩu trang màu đen. Sau khi vào ngân hàng, thì người này nhanh chóng tiếp cận với một nhân viên ở quầy giao dịch đe dọa rằng anh ta có súng và buộc nhân viên tại quầy phải giao tiền mặt. Ngay sau khi nhận được tiền thì bà cụ này đã lập tức tẩu thoát bằng một chiếc xe SUV nhỏ màu trắng. Hiện phía ngân hàng và cảnh sát vẫn chưa cho biết số tiền đã bị cướp là bao nhiêu. Cảnh sát của tiểu bang Georgia cũng chưa có thông tin về danh tính hay là biển số xe của tên cướp kỳ lạ này đang kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin cho cảnh sát. Giới khoa học xôn xao về một bức hình chụp thiên hà màu tím của viễn vọng kính James Webb. Theo thông tin trên tờ báo The Independent của Anh Quốc trong ngày 19 tháng 7 đã đăng tải hình ảnh của một thiên hà xoắn ốc mang số hiệu NGC 628 màu tím do kính viễn vọng không gian James Webb của cơ quan NASA chụp được. Đây được xem là một hình ảnh chụp thiên hà xoắn ốc với màu sắc rõ nét hiếm hoi trong gần hai thập niên qua của cơ quan NASA. Nhà thiên văn học tại Viện Nelbor thuộc Đan Mạch là tiến sĩ Grebill Bremer cho biết rằng khi nhìn vào bức ảnh này thì bạn có thể thấy được những ngôi sao màu xanh, ngôi sao màu đỏ hay thậm chí là các hạt bụi chúng ta thực sự đang nhìn thấy hình ảnh của khí và bụi trong thiên hà hòa này chứ không phải là các ngôi sao đây là lần đầu tiên hình ảnh về một thiên hà xoắn ốc màu tím được tìm thấy nó trông giống như là một vòng xoáy ảo giác kinh hoàng trong bộ phim của bavo hơn là hình dạng thiên hà xoắn ốc quen thuộc trong các kính viễn vọng trực quan. Trước đó, thì kính viễn vọng không gian Hubble của NASA cũng chụp được một thiên hà có hình dạng xoắn ốc tương tự như là thiên hà màu tím do kính James Webb chụp được và nó cũng được đặt tên là NGC 28. Tuy nhiên, cơ quan NASA nhận định thiên hà này giống với giải ngân hà Milky Way hơn. Theo thông tin trên tờ báo Independent, hiện nay thì các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những thiên hà khác bên ngoài trái đất từ những kính viễn vọng không gian. Tuy nhiên, việc kính James Webb chụp được hình ảnh thiên hà xoắn ốc màu tím đang thu hút sự chú ý của giới khoa học vũ trụ. Bản tin tiếp nối cho biết là sử dụng cua xanh để sản xuất rượu whisky Rượu whisky này mang tên Crab Trapper của nhà máy Tamworth Distilling được làm từ cua xanh đánh bắt ngoài khơi của New Hampshire. Cua xanh đến Mỹ trên những con tàu đến từ châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 19. Tại nơi đây, chúng ăn hàng tấn động vật có vỏ, phá hủy vùng cửa sông và môi trường sống của cá ông will robinson là một nhà phát triển sản phẩm ở tamworth distilling là người đã đưa ra ý tưởng cho dự án này ông cho biết là những con cua sẽ được làm sạch và chuẩn bị giống như là ở nhà hàng đầu tiên thì họ tạo ra một loại nước cua sau đó trưng cất bằng cách sử dụng thiết bị tách chiết chân không cỗ máy thủy tinh sẽ cho phép điều khiển nhiệt độ chính xác theo lời của ông Robinson thì cỗ máy này sẽ giúp cho họ giữ nguyên những phân tử mùi vị rất dễ bị phá hủy nếu như đun sôi Nước cua được trộn với nhiều loại gia vị như là mù tạt, mùi và quế Cuối cùng sẽ kết hợp với rượu bubon Mỗi chai whisky sẽ sử dụng khoảng gần nửa cân cua xanh Theo tiến sĩ Grebira Pratt, nhà sinh vật học Hải Dương kiêm chuyên gia ngư nghiệp ở trường đại học New Hampshire cho biết rằng số lượng cua xanh đang vượt ngoài tầm kiểm soát Tiến sĩ cho biết cua xanh có thể là một trong những loài xâm hại thành công nhất ở Bắc Mỹ, ít nhất là ở biển. Một con cua có thể ăn 40 con trai mỗi một ngày. Nhiệt độ nước biển ấm lên do biến đổi khí hậu tạo ra một môi trường thuận lợi hơn để cua xanh xâm hại và phát triển mạnh. Tuy nhiên, tiến sĩ Pratt nhấn mạnh những dự án sáng tạo như là rượu whisky Crab Trapper có thể sẽ giúp giải quyết vấn đề bằng cách nâng cao ý thức cho cộng đồng. Hiện nay thì chưa có lợi ích thương mại để nông dân thu hoạch cua xanh trên quy mô lớn, nhưng các sản phẩm mới sử dụng à, cua xanh như là rượu whisky có thể sẽ thay đổi điều này trong một tương lai gần. Để kết thúc chương trình tin tức trong ngày hôm nay, chúng tôi có một tin buồn gửi đến cho quý khán thính giả. Vô cùng thương tiếc, giáo sư Tô Văn Lai, nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga, vừa qua đời ở tuổi 85. Theo thông tin trên trang Người Việt Online cho biết rằng, giáo sư Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga và chương trình ca nhạc nổi tiếng hải ngoại Thúy Nga Paris by Night, vừa qua đời vào lúc 11 giờ 5 phút sáng ngày thứ Ba, 19 tháng 7 tại Tư Gia, sau một thời gian dài bị bệnh và ông hưởng thọ 85 tuổi. Theo trang mạng Thúy nga com của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, Ông Lai cùng với vợ là bà Thúy Nga lập ra hãng băng đĩa chuyên bán băng nhựa và băng cassette mang tên Thúy Nga ở Sài Gòn trong năm 1972, tiệm nằm trong thương xá Tam Đa ở khu đường Nguyễn Trung Trực và Công Lý Lê Lợi hãng cho ra băng nhạc một thời gian thì dừng lại sau biến cố 30 tháng 4 1975. Gia đình ông ở lại Sài Gòn cho đến năm 1976 thì vượt biên sang Paris, nước Pháp, mang theo băng đĩa mà họ có được. Được biết, cho dù ở nơi xứ người, ông Tô Văn Lai luôn ấp ủ giấc mơ, mở một hãng băng đĩa lớn và vẫn luôn đam mê nghiệp âm nhạc nên làm đủ mọi công việc để thực hiện ước mơ. Trong khi bà Thúy Nga mở một cửa hàng nhỏ để in sang các băng cũ và tích cực đi phát cho cộng đồng người Việt, ông Lai làm việc ở một trạm xăng trong gần 5 năm để tích góp tiền. Sau khi tạm đủ tiền, ông đã đến gặp công ty Euromedia Production, một công ty phát thanh truyền hình tại Pháp để nhờ quay băng video. Thời gian đó, ông Lai và bà Thúy Nga tập hợp các ca sĩ và nhạc sĩ tha hương để làm chương trình ca nhạc. Năm 1983, số đầu tiên Paris by Night được sản xuất tại Paris cho đến số 22. Từ số 23 nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả, chương trình đã bắt đầu vươn ra thế giới khoảng cuối thập niên năm 1990 và những năm 2000 là thời kỳ đỉnh cao của trung tâm Thúy Nga khi mỗi năm phát hành tới năm chương trình Paris by Night, chưa kể đến các đĩa ca nhạc của các ca sĩ thuộc trung tâm. Theo trang Quý nga Paribenai Phendom, gia đình của ông Lai từng mong ông sẽ trở thành bác sĩ, nhưng do điều kiện kinh tế nên ông đã chuyển sang ngành sư phạm. Sau khi ra trường, thì ông dạy học tại trường nữ sinh Lê Ngọc Hân tại Mỹ Tho. Ngoài việc giảng dạy và luyện thi tú tài cho các học sinh đệ nhị cấp, ông còn phụ trách tuyển chọn nhạc cho chương trình văn nghệ phát thanh học đường hàng tuần. Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng gia quyến và nguyện cầu hương linh của ông sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Cùng với lại Trọng Thắng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.